Ví dụ như là có thể là mình uống thuốc tăng cân hay mình ăn cái gì đó để cho nó giữ nước, nó tích nước lại, thì điều đó nó rất là nguy hiểm và nó phản tác dụng. Có khi các bạn lên tăng được cái trọng lượng rồi sau đó nó sẽ giảm trở lại một cách bình thường. Ở đây là mình phải cần phải thay đổi kể cả về cái thói quen sinh hoạt của mình nữa. Mến chào các bạn, lại là Đinh Hiếu đây. Chủ đề hôm nay chúng ta chia sẻ cũng là một cái vấn đề rất là liên quan đến các cái nhiều bạn khác nhau, đó là tăng cân một cách lành mạnh thì làm cách nào cho gọi là mình hai chữ lành mạnh đáp ứng được. Mời các bạn theo dõi ha. Để mình tăng cân một cách lành mạnh thì mọi người các bạn là cần kết hợp các cái chế độ ăn lành mạnh giàu calo cùng cái chế độ sao mình vận động rèn luyện sức khỏe để xây dựng các cái khối cơ, mà cũng giống như là những cái bạn mà có cái cân nặng mà nó thừa, thì những cái người mà gầy hoặc là rất gầy có thể gặp những cái vấn đề về hình thể. Họ cảm thấy là cái việc và duy nhất họ cần phải làm cải thiện về cân nặng chính là cái mối quan tâm đến cái nguồn thực phẩm, bởi vì dinh dưỡng sẽ giúp cho cơ thể chúng ta vận hành và hoạt động một cách trơn tru và tốt hơn, và cái thể trạng vóc dáng của mình nó chỉ khỏe mạnh và nó cân đối khi chúng ta có những cái hiểu biết về cái cách mà mình áp dụng cái chế độ dinh dưỡng mình một cách hợp lý. Thì chúng ta cần phải có một cái thời gian để mình gọi là mình build build up, tức là mình xây dựng cái cách để mình tăng cân một cách lành mạnh. Thì bất kỳ lúc nào cái việc thay đổi trọng lượng cơ thể trở thành mục tiêu, dù đó là giảm hoặc là tăng cân, thì hầu hết là mọi người đều mong muốn đạt một cái kết quả là nhanh chóng. Bản thân mình cũng vậy thôi, khi mà mình muốn làm cái việc gì đó thì mình muốn có kết quả nhanh như vậy thì nó không hợp lý cho lắm. Nhưng là trong cả hai trường hợp, dù là tăng hay giảm, thì cái quá trình thường khá chậm và nên là diễn ra một cách từ từ đấy. Thì muốn nhanh thì cũng phải đi từ từ nha các bạn ha. Mình không có cái việc gì mình làm mà dục tốc mà bất đạt, là dục tốc vội vã mình được hết, mình ta gọi là dục tốc bất đạt. Mà trên thực tế thì cái việc lựa chọn thực phẩm một cách không chọn lọc đồng nghĩa với việc là chúng ta cung cấp dinh dưỡng phù hợp cho cơ thể, đồng thời là không có khả năng giúp cho bạn tăng cân một cách lành mạnh. Ví dụ như có thể là mình uống thuốc tăng cân hay mình ăn cái gì đó để cho nó giữ nước, nó tích nước lại, thì điều đó nó rất là nguy hiểm và nó phản tác dụng. Có khi các bạn lên tăng được cái trọng lượng rồi sau đó nó sẽ giảm trở lại một cách bình thường. Ở đây là mình phải cần phải thay đổi kể cả về cái thói quen sinh hoạt của mình nữa. Thì cái phần kết thúc á, mình sẽ nói cụ thể hơn, các bạn cứ tiếp tục theo dõi đi ha. Mình sẽ chia sẻ dần dần những cái kiến thức đó. Thì cái thực phẩm mà lành mạnh để tăng cân nó là gì? Là bạn tập trung vào các cái loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Rất là nhiều các thông tin khác nhau, nhưng mà nên là tìm những cái thông tin chính ngạch của ví dụ như là báo Sức Khỏe Đời Sống hay là của Viện Dinh Dưỡng, thì chúng ta chắt lọc những cái kiến thức ở trong đó để mà mình có thể mình áp dụng cho bản thân mình một cách tốt nhất ha. Thì chứa nhiều cái thực phẩm mà nó chứa nhiều cái calo để đảm bảo cái việc thực hiện chỉ tiêu là cân nặng mà mình muốn tăng lên đã mình đặt ra. Thì bên cạnh đó thì để có được một cái khối cơ săn chắc khỏe mạnh thì chắc chắn rồi, đòi hỏi bạn phải kết hợp thói quen rèn luyện sức khỏe đều đặn, đâu đó là theo khuyến cáo của mình là 30 phút mỗi ngày hoặc là nhiều hơn tùy theo cái điều kiện sống công việc của mình, để mà mình giúp cho cái cơ thể của mình nó trở nên săn chắc hơn. Thì dưới đây là một cái số cái lời khuyên để chia sẻ, mình cũng thống kê và mình chắt lọc của tất cả các cái chuyên gia về dinh dưỡng để chia sẻ lại thông qua cái video này, nhằm đóng góp cái hữu ích nào đó cho những cái cộng đồng các bạn mà đang có mục tiêu là mình cải thiện về cân nặng bằng cách là mình tăng cái cân nặng, tăng cái lượng calo đầu vào mình một cách lành mạnh. Thì bổ sung cái thêm cái calo từ cái nước ép trái cây, sữa béo hoặc là sữa đậu nành, tăng dần các cái lượng chất trong mỗi khẩu phần ăn. Thì dĩ nhiên rồi, mình gầy mình phải nạp cái năng lượng nó nhiều hơn so với người bình thường, bởi vì mục tiêu của mình là mình muốn tăng cân. Thì thêm các cái chất béo lành mạnh vào các cái món rau, bổ sung ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều calo. Ở đây các bạn thấy không, trong cái khẩu phần ăn của cái người gầy thì lúc nào cũng luôn luôn là nhắc đến cái khẩu phần ăn nó liên quan đến nhiều calo và nhiều calo. Thì bổ sung nữa cái phần đó là protein từ thực vật, bên cạnh là protein từ động vật. Ở đây là mình nói là cái nguồn đạm để mà nó giúp cho cái cơ thể mình nó khỏe hơn, nó cái protein này nó giúp cho mình là tăng cái cơ mình đó. Thì cái đạm theo khuyến cáo là mình nên sử dụng từ cả thực vật và kể cả động vật. Với các bạn mà
tuổi mà mình còn chưa đến giai đoạn lão hóa thì mình nên sử dụng, tức là giai đoạn mà sinh trưởng phát triển thì mình sử dụng cái lượng đạm từ cái động vật nó nhiều hơn, cái theo tỷ lệ là 30-60, 30-70 hoặc là 35-60, 35-65, tức là 65% á, thì còn với những cái bạn mà cái độ tuổi mình đã đến giai đoạn mà lão hóa rồi, đâu tầm khoảng chừng 35 đến trở lên á, thì mình nên sử dụng các cái khẩu phần ăn mà có đạm thực vật nó chiếm tỷ lệ nó nhiều hơn là từ đạm động vật. Và bên cạnh đó là mình bổ sung những trái cây sấy khô vào ngũ cốc lạnh hoặc nóng, các món salad và sinh tố. Cái quan trọng nữa là cái gì? Tức là mình ăn thêm cái bữa phụ vào, đan xen vào những cái bữa chính trong ngày. Thì thông thường theo cái truyền thống của mình là do mình lao động tay chân hoặc là làm việc thì cái thói quen của mình chỉ ăn có 3 bữa chính thôi, tức là vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Tức là mình buổi chiều là chiều cơm chiều, cơm tối gì đó. Thì bây giờ chúng ta có thể là buổi sáng ví dụ mình ăn trước 7:30, thì sau đó tầm có 9:10 gì đó mình sẽ ăn thêm một cái bữa phụ, và đến buổi trưa 1-2 giờ là mình ăn cái bữa trưa chính, và sau đó là chiều là khoảng 4-5 giờ đi là mình bắt đầu mình ăn cái bữa xế đó, mình chia ra, và đến khoảng 7:00 tối là mình ăn cơm trước, ăn cơm tối là trước 7:00 tối. Và chúng ta nạp như vậy đối với cái người mà cần tăng cân một cách lành mạnh thì cái việc mà tăng cái lượng calo đầu vào và nó phải thừa, tức là mình năng lượng đầu vào calo in và calo out thì nó phải dương, tức là cái lượng calo mình nạp nó phải dương. Thì đâu đó ví dụ như là mình trong khoảng từ 7 ngày cho đến 10-2 tuần thì cái lượng calo mình nạp vào nó dương, tính trên đơn vị mỗi ngày thì trong vòng 15 ngày đi, mình tính như vậy đi, thì nó dương khoảng 7.000 cho đến 7.500 calo, thì chúng ta sẽ có thể tăng lên được 1 kg trọng lượng cân nặng của mình nè các bạn ha. Bên cạnh đó thì đây là một những cái điều hết sức là cơ bản mà ai cũng cần phải biết hết, đó là cái gì uống nước đủ. Chúng ta cứ lấy cái kg trọng lượng của mình nhân cho 0,4 lít nước trên 10 kg, đấy thì nó sẽ ra, ví dụ như là cho nó dễ hiểu là mình là 60 kg đi, mình nhân cho 0,4 lít nước thì nó sẽ ra là 0,4 lít nước, nó sẽ ra là 2,4 lít nước tối thiểu mình cần phải uống một ngày. Còn nếu như bạn có vận động thì các bạn phải bù đắp lên cái lượng nước, có thể là đâu đó từ nửa lít hoặc thậm chí là hơn nữa nếu mình tiêu hao năng lượng nó nhiều. Và một cái thứ hai nữa là chế độ mà ngủ, thì mình ngủ sao, mình ngủ phải cho đủ giấc, và mà theo khuyến cáo là trước 11 giờ, đó là cái nhịp sinh học của cái cơ thể của con người ha, và dậy sau 5 giờ sáng đó. Thì như vậy là nó sẽ giúp cho cơ thể của mình nó tái tạo năng lượng một cái cách là nó rất là phù hợp đó. Lúc đó là thì năng lượng của mình bên trong nó sẽ rất là khỏe mạnh. Cái giấc ngủ đúng không, kèm theo nữa là vận động về 30 phút mỗi ngày hoặc là nhiều hơn tùy theo cái khả năng của các bạn. Và nhớ khi mình vận động như vậy là chắc chắn mình phải bù nước so với lại cái điều kiện của người bình thường ít vận động. Và một điều cuối cùng nữa là chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm mà dinh dưỡng nó bổ sung ở đây, tức là phải từ cái nguồn gốc từ thực vật và nó có chứa đầy đủ các cái loại là vitamin và khoáng chất hoặc là vi chất. Ở đây đâu đó là mình đã có biết đến những cái sản phẩm mình dùng có kết quả, và mình chia sẻ là câu chuyện này rất là nhiều người áp dụng có kết quả. Thì nếu mà các bạn có cái nhà ý có muốn tìm hiểu về hoặc là cần tư vấn gì thêm thì hãy cứ liên hệ hoặc là inbox để lại cái những cái câu hỏi thắc mắc của mình về cái chế độ để cho giúp cho cái người gầy tăng cân hoặc là cái người thừa cân mà mong muốn là để cho cải thiện vóc dáng của mình cho đẹp hơn, tự tin hơn, thì các bạn hãy comment cái những cái câu hỏi của mình xuống dưới, thì với những cái hiểu biết của mình về cái kiến thức về dinh dưỡng mình sẽ chia sẻ lại cho bạn cái cách ứng dụng làm như thế nào để hợp lý để mình đạt được mục tiêu của mình. Rồi đến đây thì cái video thì xin kết thúc, thì mong là các bạn thấy cái video hữu ích thì mình bấm cái nút like theo dõi và để mình chia sẻ, hoặc là chia sẻ lại cho bạn bè và người thân của mình biết, đặc biệt là bấm nút subscribe ha. Rồi đặt cái câu hỏi của mình để những cái video sắp tới đây Linh Hiếu sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều cái kiến thức hơn về dinh dưỡng để giúp cho các bạn khỏe mạnh, vóc dáng đẹp và tự tin hơn trong cuộc sống mình, đặc biệt là phải có năng lượng để mình sống, học tập và lao động kinh doanh để mình đạt được nhiều kết quả tốt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Bye bye.